Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có những cái máy giá cũng từ triệu mấy cho đến mấy triệu. Thì bây giờ là trên tay mình đang cầm là cây S7, màn hình thẳng, không cong, lưng cong, mặt trước thẳng. Thì máy này tình trạng là sườn chày nhé, sườn xấu, mình nói thẳng là sườn xấu đi. Các bạn mua về các bạn dán keo lại, không phải keo trong, nó kiểu như keo màu ấy. Đây, ví dụ các bạn dán cái keo màu trắng như thế này vào, đó, trong cửa hàng mang dán màu trắng này rất là đẹp nhé. Máy này thì cấu hình là RAM 4, bộ nhớ là 32GB, chụp hình thì cam trước rất là nét nhé. Năm trước thì cũng mấy dòng Samsung dòng S này thì zoom 8 rất là zoom xa nhé. Máy này mình bán 1,8 triệu. Lưng đẹp này, mặt trước đẹp này. Đấy, chỉ gặp cái sườn chày thôi, cái sườn này về các bạn dán keo và phát là đẹp. Đó. Tiếp theo là mình có cây Oppo F9 này của anh 10. Anh ấy muốn đổi máy, gửi máy lên cho mình này, mà mình đã đổi được đâu. Thì tại vì là hiện bây giờ mình đang hết mẫu Samsung Galaxy Note 8 mà lại bản màu xanh với lại màu vàng. Anh ấy thích màu xanh, màu vàng, màu đen thì mình còn. Đó, đặc biệt như vậy. Thì chắc 1-2 bữa nữa có là mình sẽ tiến hành đổi cho anh ấy. Thì bây giờ trước hết là bây giờ em đang bán cái máy này trước. Máy này thì tình trạng thì nó zin hoàn toàn. Chỉ có cái là mặt lưng dán keo này, mặt trước dán keo này. Đó, bóc ra thì mới tinh luôn. Sườn thì nhâm sơ, nhưng mà phải loại là khó, rất là khó nhìn thấy nhá. Nói tóm lại con máy này cỡ 97 đến 98%. Đó. Máy zin pin khỏe. Con này RAM 4, bộ nhớ 32GB. À, bộ nhớ 64GB nhá, mình xin lỗi nhá. 64GB thì rất là chứa cũng rất là nhiều rồi. Mà cái dòng F9 này mình thấy nhiều người chuộng hơn cả F11 nhé. Người ta xài F9 xong xài F11 người ta không muốn xài. Đấy là mình nói thật. Tiếp theo là cây iPhone 6 Plus này, bản 64GB, máy Nhật Bản, hàng quốc tế. Máy Nhật Bản, hàng quốc tế nhé, chứ không phải hàng vớ vẩn nhé. Mà cái dòng Nhật Bản này, tư duy mỗi người thì mình không biết, nhưng mà riêng mình đánh giá cao với rằng Nhật Bản thì nó rất là tốt. Đó. Thì con máy này thì nó zin toàn tập. Thứ nhất là màn hình zin thì nó còn bọc cả cái miếng keo gọi là full màn hình này, vỏ cũng thế, vỏ thì nó bị gọi là lưu ốp lưng lại đây này, để xé ốp lưng nữ xài nhé, ốp lưng kim cương, nó bị lưu lại một xíu đây. Mình chà chứ không thấy ra, lấy xăng đánh thì không ra. Thì chắc có khả năng là các bạn về mua ốp lưng vào. Nhưng mà đẹp lắm, máy này nó cỡ 99% đấy, không sai chút nào đâu. Nữ xài mà biết, các bạn biết cỡ nào rồi. Keo kiếc lột, mình mua về mình lột keo ra hết, mình vệ sinh sạch hết đấy, mới đẹp được thế này đấy. Chứ bình thường cầm vào cái máy thì cũng thấy ghê lắm. Dán keo bị chóc ra, lẩm đẩm keo dính ở xung quanh viền này. Đó, xong rồi kiểu như là bụi nó vào ấy, nhìn đen nó dơ, vào tay mình một phát thì nó lại đẹp keng luôn đấy. Đánh vệ sinh đi nó chẳng đẹp. Máy này mình bán 4,3 triệu nhé. Phụ kiện thì chỉ có sạc thôi. Đó, rất là tuyệt vời. Và những cái dòng máy cọ thì mình còn đây này, Z727 này dưới 2 triệu này, và Z510 dưới 2 triệu này. Đó, tiếp theo là mình đến cái chương trình mình tặng thẻ cho 5 người may mắn nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào kênh phụ của mình đi.
Đó. Hôm qua vừa mới sử dụng một cái, hôm nay có một cái máy này ngay rồi, thấy không? Tặng em cái thẻ Mica đi. Ok nhá. Tuấn Phạm 0982 483 601. Tám ba một bạn này, ok. Nay sẽ liên hệ cho anh giúp về tầm giá 5 triệu cho sinh viên bạn Trần Đỗ Trần Hiếu à. Đỗ Trần Hiếu. Thì bây giờ máy thì cũng nhiều mà. Bây giờ quan trọng nhất là bạn này cứ gọi điện thoại cho mình. Có gì mình không biết thì mình sẽ hướng dẫn cho, chỉ cho các bạn mua những cái máy nào hợp lý. Dưới 5 triệu thì rất là nhiều. 0328 603 083. Mong được. Dũng xem kênh của anh lâu quá rồi mà chưa có tiền mua. Nguyễn Dũng số điện thoại 0906 877 143 09. Sao cái đầu óc bây giờ mau quên thế nhỉ. 8 ba người rồi. Mong được lộc của anh 0779135. Bảy tám sáu. Những ai mà được rồi thì vui lòng bình luận lên giùm em cái. Bốn người rồi nha. Mình xem kênh của bạn lâu lắm rồi. 0944777536. Chú dễ nhớ là 0944777536. Rồi bạn, cái thứ năm cuối cùng đây. Rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kênh mình là VTVA, điện thoại giá rẻ nhé. Và một kênh chính của mình là VTV3 Vlog, bán điện thoại di động rồi, mình đã sửa thành chữ bán rồi. Đó. Thì các bạn cứ đăng ký vào đây nhé. Khi nào mình có ra video các bạn nhận được. Rồi, trân trọng mọi người.